Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới, chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường sau suy yếu nên trời nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ rải rác, khiến tầm nhìn giảm thấp, đường xá trơn trượt, ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông. Về nhiệt độ, duy trì mức thấp, trời lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức 24 độ. Còn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ Do ít chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu nên trời khô sáo hơn, hiện tượng nhiều mây và sương mù chủ yếu tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm. Trưa chiều thì có lúc hưởng nắng với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là từ 25 đến 28 độ, có nơi còn cao hơn. Cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông tầng thấp nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũng nhiều mây, có mưa rào rải rác. Còn từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nắng với nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới ở các tỉnh thành phía Bắc đảo Hải Vân, phổ biến là ở dưới mức 27 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Ban ngày trời có nắng, với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng, giao động từ 23 đến 26 độ và cao nhất phổ biến là từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây. Đối với khu vực Tây Nguyên, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí khô nóng nên trong thời kỳ những ngày tới, nơi đây tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng với kiểu thời tiết nắng sớm và kết thúc lúc chiều muộn. Cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Về đêm và sáng, nhiệt độ hạ xuống dưới 21 độ, trời xe lạnh. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông còn trên 35 độ. Đáng lưu ý do tình trạng khô nóng thì nhiệt độ sẽ kéo dài, Độ ẩm ban trưa sẽ phổ biến là từ 35 đến 45%. Vào thời điểm vào mùa khô, mọi người cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy để tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra.